đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ cuộc sống của Á hậu lấy chồng đại gia hơn 16 tuổi, kín tiếng nhất showbiz Việt. Vốn là người kín tiếng, người đẹp 9X hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư, đặc biệt là những thông tin về chồng đại gia. Song khán giả dễ dàng nhận thấy cô có một cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy. Vào dịp Tết vừa qua, Thành Tú thu hút sự chú ý khi chia sẻ bức ảnh mặc áo dài, khoác tay ông xã chụp ảnh kỷ niệm trong sân vườn nhà người đẹp. Không gian bên trong sang trọng của ngôi nhà cha mẹ Á hậu Thành Tú. Thời điểm kết hôn, người đẹp sinh năm 1994 đã vướng nghi vấn mang bầu, song cô không lên tiếng. Cách đây ít lâu, Thành Tú được cho là đã sinh con trai đầu lòng cho người chồng đại gia. Thông tin này được nguồn tin riêng xác nhận với nhiều tờ báo điện tử lớn. Bản thân Thành Tú không công khai thông tin sắp làm mẹ. Cô sống khép kín, không chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào về chuyện bầu bí trên trang cá nhân. Vào sáng 23 tháng 6, Thành Tú gây chú ý khi đăng tải bức ảnh chụp tại tư gia. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của người đẹp sau khi sinh con trai đầu lòng cho chồng đại gia vào giữa tháng 6 vừa qua. Có thể thấy vóc dáng của Á hậu Việt Nam 2016 rất thon gọn, như chưa có dấu hiệu sinh nở. Khi một số khán giả khác bày tỏ sự ngạc nhiên trước ngoại hình của Thành Tú, nên hỏi đùa rằng đây có phải là ảnh năm trước, Á hậu liền chụp màn hình điện thoại chứng minh hình ảnh vừa được cô chụp lại. Nhiều bạn bè, người hâm mộ hết lời khen ngợi vóc dáng của Thành Tú. Người đẹp 9X diễn đầm suông trong suốt quá trình mang thai. Vốn sở hữu chiều cao 180cm, nên suốt thời gian mang thai, cơ thể của Thành Tú vẫn gọn gàng. Trong tiệc sinh nhật vào giữa tháng 4 vừa qua, Thành Tú để lộ rõ bụng bầu khi diện đầm cổ yếm dán suông. Tuy nhiên, gương mặt cô không có nhiều thay đổi. Người đẹp 9X cười tươi rạng rỡ khi thổi nến sinh nhật bên ông xã doanh nhân Nguyễn Thành Phương. Lấy chồng hơn 16 tuổi, song Thành Tú cho biết khoảng cách tuổi tác không phải là vấn đề lớn. Không hoàn toàn ở ẩn sau khi lấy chồng đại gia, đầu tháng 1 năm 2019, Thành Tú đã trở lại với công việc dẫn dắt bản tin y tế 24 giờ. Người đẹp cho biết đây là công việc phù hợp với bản thân ở thời điểm hiện tại. Hình ảnh Thành Tú dạo bước ở London trong chuyến du lịch hồi đầu năm 2019. Khoảnh khắc diện bikini sexy duy nhất được Thành Tú đăng tải trên trang cá nhân. Vốn là người theo đuổi phong cách dịu dàng, nữ tính, Á hậu 25 tuổi hiếm khi khoe ảnh mặc trang phục gợi cảm. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.